Xin kính chào ban giám khảo và quý khán thính giả của đài ABTV. Con tên là Jennifer Lynn Davis Trần. Bài dự thi của con hôm nay là bài Mẹ là vầng trăng của nhạc sĩ Quý Luân. Thời gian trôi mãi trong tôi, bao lời ru êm đềm. À ơi ơi tiếng mưa rơi bên thềm vắng. Nhìn về nơi xa xăm nhớ quê hương, cánh diều nhớ mẹ hiền. Lòng con luôn khắc ghi ơn mẹ yêu. Buồn mưa rơi suốt cánh thâu, thương về nơi phương trời. Mẹ tôi như cánh cò nuôi đàn con. Người mẹ trong tim tôi sáng như trăng, cả cuộc đời tạo tần. Vì đàn con thơ dấu yêu của mẹ. Mẹ là giọt sương mai tươi mát đời con. Mẹ là vầng trăng thơ thủy chung sắt son không hề phai. Nhớ khi xưa còn trong nỗi mẹ hát dù rớt nồng. Mẹ thương con như biển sông trào ngàn năm. Mẹ là rừng cây xanh che bóng mẹ đời con. Tình mẹ ôi thiêng liêng khắc ghi đến muôn ngàn sâu. Tóc và xương mẹ vẫn hát lời hát dù giấc nồng là nắng ấm suốt cả đời con. Mẹ trong tim xa như vầng trăng. Quá hay, quá hay. Xin chúc mừng em Jennifer Davis Trần với ca khúc Mẹ là vầng trăng. Sau khi mà nghe anh ở dưới, anh thấy anh nổi da gà hết trơn luôn. Không biết là ban giám khảo nhận xét như thế nào đây. Xin mời nhạc sĩ Viễn Phương ạ. Hoan hô trước. Quá hay. Jennifer sinh ở bên này hay ở Việt Nam? Này. Dạ con sinh ở đây, sinh tại Mỹ. Vậy thì phải hoan hô thêm một lần nữa. Sinh ra tại Mỹ và lớn lên tại Mỹ mà hát được tiếng Việt như thế này thì không còn cái gì mà có thể chê được nữa. Thì đáng khen vô cùng. Ok. Cháu có nhiều cái đáng khen lắm, trời cho cháu nhiều lắm. Thứ nhất về cái giọng của cháu rất mạnh, rất đầy. Mạnh lắm, âm vực cao tốt. Mà này còn hay ở chỗ này nữa nha. Thường thường đó, nữ đó hay là nữ thì tương đối dễ hơn nào. Hôm trước mình vẫn hay nói tới cái giọng óc á. Cô này có cái giọng óc nó pha vào với giọng thật, nó mix lại với nhau. Thành thử ra cô ấy không có sợ lên cao. Rất là dày. Lên cao và cô ấy hát giọng óc mà tưởng như giọng thật. Đó là cái rất là hay. Bây giờ cái giọng mạnh của cháu nếu mà đi xa tiếp tục thì cháu làm bớt nó lại. Có nhiều người họ giọng họ không đủ mạnh cho nên hoặc phải cháu thì lại mạnh quá mạnh. Không cần nên, show á. Không cần. Không cháu dư hát thoải mái thôi. Hát chừng half hoặc là three quarter hay nghe là three fourth là cái giọng được, đừng hát hết. Và cái này mới cần đây này. Cái bài này đó cháu có hiểu được hết cái ý nghĩa của nó không? Đó. Con có hiểu. Okay, đúng. Cái bài nào cháu không hiểu nhiều thì nói mẹ rất kỳ giải thích nhiều. Cái bài hát như vừa rồi đó, nó cần diễn tả tình cảm lắm. Có rất nhiều chỗ đó cháu hát mạnh quá, nó mất đi cái tình cảm thành từ. Có những lúc nó mạnh đó, nhưng mà có những lúc mình kể lẽ mà tell the story, em kể lẽ nó nhẹ nhàng thì thầm cũng được. Như vậy thì nó sẽ đạt hiệu quả rất cao. Mà nếu bác nghĩ rằng cháu muốn là cháu làm được, cháu giỏi lắm, hoan hô cháu. Xin cảm ơn những lời nhận xét của nhạc sĩ Viễn Phương và xin mời nhạc sĩ Hoàng Cầm ạ. Những cái sự hay, sự tốt đẹp thì nhạc sĩ Viễn Phương đã nói là đúng rồi. Đừng có dùng hết hơi của mình,
vừa vừa thôi, để cho nó có tình cảm. Cái bài này là tác giả viết là ca tụng mẹ như là vầng trăng. Vầng trăng nó sáng bao la hết vũ trụ. Ca tụng. Đặc biệt ở trong này tác giả có viết một câu giảm, có mấy nốt giảm. Ta 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 ta. Đó, cái nốt đó mới là thảm đó. Mà cháu hát được mấy hát cái nốt đó. Hay lắm. Nên cái câu đó tác giả viết mấy nốt giảm rất là mấy nốt bê ca rất, rất cháu hát được cái câu đó. Nếu mà cháu mà cố gắng hát tiếng nữa có thể nghe mà rơi nước mắt đó. Tốt lắm. Xin cảm ơn những lời nhận xét của nhạc sĩ Hoàng Cầm ạ. Và sau đây xin mời chị Kim Phượng. Em thấy chị ở dưới là gật gù theo bài hát thì không biết là chị có cảm nhận như thế nào ạ? Chào Jennifer. Cái phong cách mà hát một cách tự tin của con chẳng qua là vì là con đã từng quen đứng sân khấu từ thuở nhỏ rồi. Con là một ca sĩ nhi đồng của BYN thiếu nhi. Và bây giờ con đã lớn theo cái thời gian. Hôm nay rất là đẹp, mignon, rất là dễ thương và giọng ca thì rất là mạnh. Thì những cái lời khen đó hai nhạc sĩ đã nói đúng ý của cô. Và bây giờ cô rất mừng hơn nữa là con phát âm tiếng Việt càng ngày càng vững vàng hơn ngày xưa. Quá tốt. Quá. À, quá hay. Lúc trước hát còn ngọng nghịu dữ lắm. Bây giờ thì hát như là người Việt. Khá lắm. Ở Việt Nam. Dạ. Có nhiều cái chữ nó vẫn chưa rõ. Thành thật ra kêu mẹ. Nghĩa là tiếng Việt khá rõ. Cho cái. Và nói thêm một chút xíu nữa. Cái loại nhạc này nó thuộc cái loại kịch tính. Cháu hiểu có kịch tính là gì không? Drama, yeah. Ok, more dramatic, rất là cần kể lể mà lớn nhỏ tình cảm phải có tính cách kịch tính nó mới hay. Okay. Cái này hát vào lễ Mother Day rồi đó là mấy bà. Có nghĩa là lần sau khi mà con thi con chọn một bài hát nào thì con cứ diễn tả theo nó, con không cần show quá cái giọng ca mình nữa, mình cứ show mạnh quá mình quá quên mất rồi, những cái chỗ rồi. Mà mình phải cần bỏ nhỏ lại cho nó em. Có cái bản nhạc gì mà nói là quê hương gì đó bà đã hay nhiều lắm. Xin cảm ơn. Lẽ mình đưa thẻ cho em. Mọi thắc mắc xin cảm ơn những lời nhận xét của ban giám khảo. Em có 3 thẻ xanh, xin chúc mừng em đã bước vào vòng trong. Và hy vọng là ở vòng trong em sẽ chuẩn bị một ca khúc khác phù hợp hơn với bài hát của em. Xin cảm ơn em và xin mời em nhận thẻ xanh của mình. Và chúng ta vừa xem một thí sinh nói tiếng Việt không rành nhưng em đã thể hiện một ca khúc rất là tốt. Mẹ ơi, mẹ có muốn vô để chúc mừng con gái không? Mẹ nói thôi hả? Jennifer ơi, thì với cái bài hát vừa rồi thì ban giám khảo rất biết Jennifer như thế nào? Dạ, con hát cái bài đúng mà con phải có nhiều lòng hơn để hát cho người ta cái bài hơn. Có nghĩa là phải hát nhập tâm hơn một chút xíu, diễn xuất nhiều hơn một chút xíu phải không? Thì hy vọng là với những cái lời nhận xét của giám khảo thì lần sau Jennifer sẽ tích lũy những cái kinh nghiệm của mình để mà diễn tốt hơn. Có chuẩn bị cho cái bài hát tiếp của mình là bài hát gì Jennifer có chuẩn bị chưa? Dạ, con chuẩn bị bài hát Tôi Yêu Quê Tôi. Ca khúc rất là dễ thương, cô gái với tạo dài rất là đẹp thưa quý vị. Và xin chúc mừng Jennifer một lần nữa và hẹn gặp lại Jennifer ở vòng 2, vòng sơ kết 2. Xin chúc mừng. Có vẻ là cô tự tin thì tôi thấy tương đối á, tương đối giọng cũng dài lắm, giọng tốt lắm. Hôm nay thì chúng tôi vậy thì tôi nghĩ rằng cái giải sắp tới đây có rất nhiều hào hứng.